dọc theo tuyến đê bao sông Vàm Cỏ Tây thuộc ấp 1 xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Liên tục xuất hiện những vết nứt cùng những vạt đất bị sụt hẳn xuống, lấn sâu từ mép bờ sông vào nhà dân như thế này. Cái nền này là trước Tết là làm mới hoàn toàn. Từ trước Tết đến nay là nó sạt nghiêm trọng như vậy. Đây rồi khúc đằng đó, hàng kia dưới trên này cũng có một chỗ sạt nghiêm trọng. Giấc chiều thì nó thấy nó sụp hơi hơi thôi. Ngủ sáng dậy thì thấy nó sụp chắc cỡ 1 mét, sụp lún cả thấy nền nhà luôn, sợ lắm. Nhà này tối đâu dám ngủ đâu. Ban ngày đã vậy đó, chứ bằng đêm mới dám. Thì sợ chạy không kịp. Lành lặn nó còn chạy được, mình sao chạy. Theo Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Long An, nguyên nhân ban đầu xác định do tình hình nắng nóng, hạn mặn kéo dài, mực nước trên kênh rạch thấp. Những ngày qua, khi có những cơn mưa to kéo dài, nước thấm vào đất gây đứt gãy các liên kết, kết dính giữa các hạt đất. Ngoài ra, các tàu thuyền đi lại trên sông đã tạo sóng lớn nên làm sạt lở, nứt mặt bờ kênh, khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Đoạn sạt lở kéo dài hàng trăm mét và con đường bên này vốn dĩ cao hơn cái bề mặt sân của người dân. Tuy nhiên, việc sạt lở đã khiến con đường bị tụt xuống sâu. Nhiều vết nứt to đã xuất hiện trong thời gian vừa rồi và nguy cơ sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trước thực trạng trên, các ngành chức năng tỉnh Long An đang triển khai căng dây làm rào chắn các đoạn sạt lở, gắn biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm, đồng thời xử lý cấp bách các đoạn sạt lở nghiêm trọng, khôi phục lại đường đi, tạo điều kiện cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản.